Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Nhất bác, dương mịch, lề dỉnh và 15 sao xe buýt khiến bác sĩ thẩm mỹ thất nghiệp vì gương mặt quá hoàn hảo. Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Lưu Thi Thi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bạc, Tiêu Chiến, Dương Dương, Triệu Lệ Dĩnh, Angela Barbie là những ngôi sao nói không với giáo kéo. Được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ của màn ảnh hoa ngữ, từ trước tới nay Lưu Diệc Phi luôn gây dựng hình ảnh băng thanh ngọc khiết, vẻ đẹp tự nhiên của cô luôn khiến netizen phải trầm trồ thán phục. Mặc dù đã ngoài 30 nhưng hiện tại Lưu Diệc Phi vẫn duy trì được vẻ sắc son, cô là một trong số ít những mỹ nhân nói không với dóc kẹo. Triệu Lệ Dĩnh gây dấu ấn bởi gương mặt nhẹ nhàng, khả ái, đôi mắt biết nói, sống mũi cao tăm tắp là lợi thế giúp cô luôn giành được phần thắng trong đường đua nhan sắc. Angela Baby được xem là tượng đài nhan sắc của màn ảnh hoa ngữ. Nhiều người nhận xét visual của bà xã Huỳnh Hiểu Minh ngày càng kim diễm, đặc biệt là sau khi cô sinh con đầu lòng. Ngay cả khi không trang điểm, gương mặt của Angela Baby vẫn vô cùng hoàn hảo. Ngũ quan hài hòa, vóc dáng mảnh khảnh, Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa bao giờ phải đối mặt với ồn ào, giao kéo. Kể từ sau tiếng vang của Trần Tình Lành, tên tuổi của nam minh tinh được công chúng biết đến nhiều hơn. Và cũng từ đó khán giả luôn được nhìn thấy một Tiêu Chiến lịch lãm, trưởng thành trong mọi hoàn cảnh. Gương mặt đầm chất bad boy của Vương Nhất Bạc luôn khiến fan girl phải la ó mỗi lần xuất hiện. Từng có đôi lần bị dính án đổ mặt, tuy nhiên năm ngôi sao đã lên tiếng phủ nhận. Sinh ra trong một gia đình không có gì ngoài tiền, ngoại hình của Lộc Hàm cũng thay đổi theo thời gian. Kiếp trước giải cứu cả thế giới, kiếp này được làm địch Lệ Nhiệt Ba, đó là câu nói mà netizen dành tặng khi nhắc đến nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương. Sống mũi cao chọt trời cùng gương mặt nhỏ nhắn giúp địch Lệ Nhiệt Ba nhận được sự yêu mến của khán giả. Sở hữu một đôi mắt u buồn và má lúm đồng tiền tròn sâu, Lưu Thi Thi khiến fan hâm mộ ngày càng say đắm. Dù không hoạt động nghệ thuật đều đặn, nhưng mỹ nhân họ Lưu vẫn luôn khẳng định tầm ảnh hưởng của mình, đặc biệt là trên đấu trường nhan sắc. Không sắc sảo như những cây đa cây đe, Triệu Lộ Tư luôn tạo dấu ấn riêng biệt. Dù mới tham gia nghệ thuật nhưng ngọc nữ 9X dần đã tạo chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Gương mặt của Triệu Lộ Tư hoàn hảo tới mức cánh chân ảnh cũng phải bỏ vì dìm hàng không nổi. Ở độ tuổi 37 và đã làm mẹ bỉm sữa, nhưng Đường Yên vẫn giữ được phong độ nhan sắc, gương mặt xinh đẹp không tì vết, bất chấp cả những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Dương Dương được đánh giá cao bởi nhan sắc trăm năm có một. Nét nhẹ nhàng của Cung Tuấn cùng bẻ cong một giới tính, ngũ quan của nam ngôi sao hài hòa đến mức khó tin. Sống mũi đất tiền của Thái Tử Khôn xứng đáng lưu vào sử sách. Mỹ nhân Tân Cương cổ lực nát trát được thường để yêu ái, ban cho đôi mắt to tròn, khuôn miệng trái tim chuẩn không cần chỉnh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.